Mà nó chủ cũng không đơn giản, nhưng mà chủ thì sao? Chủ thì có quyền, chủ thì có quyền mình làm việc thực tế hoặc làm thực tế với đức trưởng, cho nên đức trưởng hợp tác với mình. Cho nên có rất là nhiều việc trong nhà hàng mà người chủ không thể bỏ ngỏ cho người quản lý hay là người kế toán đặt hàng mình mà phải được chứng ra anh nào. Nếu mà không có sự xuất hiện của mình, hay không có sự chỉ đạo của mình thì không cách nào các anh quản lý vô bếp mình kiểm tra được bếp đó. Đúng mà hai anh mà đang làm quản lý thì sẽ thử cái chuyện này xong à, thì chúng ta làm việc thì biết trưởng hợp tác chúng ta 100% thôi. Thì chắc là thì tôi sẽ phải làm việc của mình làm việc các môi trường này. Bây giờ môi trường nào mà chỗ tôi đã không có xuống là cái điều đó mà họ với những cái cơ cấu mà không đi vô lỗ thì có thể làm được một sản phẩm. Và cái vấn đề mà quản lý nhân sự của những nhà và đối chiếu với nhau đó là một cái cầu có những khó rất là quan trọng cho nên một cái tên này rất cả cái khung sử dụng rất là nhất mà chúng ta thì trong nhà hàng thì chính là trong mình kinh doanh ăn uống thì ta bảo là bàn với bếp tức là quản lý bếp trưởng như răng với môi thở răng bệnh nhưng mà răng cũng thường ngán môi lao tức là cái công việc nó đụng chạm, công việc là hai bên cùng muốn tốt cho nhà hàng mà đụng chạm mà vô tình á là cái quản lý là bị làm nhiệm vụ về giống như là giám sát cái bếp cho nên có một phần rồi do cái cơ cấu của nhà hàng nữa, nếu mà cơ cấu quản lý mà có kinh nghiệm về bếp rồi, có kinh nghiệm về bàn, nhà ba, nên quản lý tổng quát hết thì quản lý này là việc dễ. Nhưng mà nếu mà cơ cấu của nhà hàng á, quản lý sẽ biết tưởng là điều trực thuộc một quyền chỉ đạo của chủ đầu tư á, thì quản lý sẽ rất khó làm việc. Thì các chị thấy là giờ mình nói chuyện trở lại vấn đề phơ các bạn sẽ đọc trò chuyện này nhé. Thì giả sử mình chia số liệu các bạn cũng có thể nhìn thấy rằng giả sử là nhập trò ngày hàng 3 ký phơ thì mình có biết là phơ này cái size bao nhiêu ký, bao nhiêu con 1 ký không ạ? Đó mà bắt buộc phải ký, tại vì đó là quy định, nó là tiêu chuẩn và chất lượng món ăn đúng không ạ? Không thể hôm nay chúng ta phục vụ khách cho 40 con ký, bữa nay chúng ta phục vụ 50 con ký được, không thể là thay đổi chuyện trừ mà bạn bè bán hàng không có thì ông sẽ phải điều chỉnh để chứ không ảnh hưởng chất lượng món ăn của mình. Như vậy nếu mình có 40 con một ký thì giờ khi chúng ta vào trong nhà hàng tranh những tranh đông chúng ta còn lại 800 gram tôm đông lạnh. Bây giờ chúng ta đang có một cái hỗn hợp cơm
cộng giả lụa, cộng tháp thiếu đã cắt hạt lụa và trộn với nhau rồi 3 năm qua. Thế này chúng ta thấy được sự phối hợp của bếp trưởng, anh bếp trưởng đang trộn hỗn hợp này diễn lại bao nhiêu lúc nào. Nên bếp trưởng cho chúng ta biết là đang trộn diễn lại 1:1:1 như vậy có bao nhiêu gam to ở trong đây? Đã có 100 gam to. Giờ chúng ta đang biết là 500 gam tôm rượu là 25 con, 100 gam tôm rượu bao nhiêu con được không? 5 con chúng ta quy lại kính bắt đầu được không? Sửa lại thành 5. Có phải là chúng ta có 120 gam tôm? Như vậy tổng lượng tôm trong nhà hàng lúc này còn lại 1. Thank you.